Ngày xưa, có một cậu bé được một phụ nữ bán rau nghèo nhặt về nuôi từ lúc còn đỏ hòn. Bà thương cậu bé như con ruột, nên cậu bé không biết mình là con nuôi, luôn thương yêu bảo vệ bà như mẹ ruột. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau từ sáng sớm cho đến tối mịt. Rau đây, rau xanh nhà trồng, mua rau giùm nhà cháu đi các ông bà ơi. Thằng heo, bán cho bó rau lan đi. Hai mẹ con vui vẻ quá ha. Bán rau cực khổ mà lúc nào cũng tươi cười. Bán cho tôi một bó đi. Dạ. Vui vẻ bán rau, người ăn rau cũng được vui. Ha, thằng heo, sao mày lúc nào cũng trông như heo vậy? Ở chơi như vậy làm sao mà cưới vợ? Kệ tôi, không ai lấy tôi ở với mẹ tôi tới già luôn. Tôi chỉ thương mẹ tôi thôi. Lạ thật nha, bữa nào mà con rau bán rau á là người ta ghé vào mua ào ào ha. Bữa nào mà có một mình mẹ bán là ế dữ lắm. Chắc tại họ thấy con vui tính nên ai cũng nghe theo. Tắm gọi sạch sẽ nha, không người ta cứ gọi con trai của mẹ là heo đó. Tên heo cũng đẹp mà mẹ, con thích. Con đã nói mẹ rồi, việc nặng để con làm cho. Con lớn rồi, mẹ cố là lại bệnh đó. Ủa, sao hôm nay bán rau có một mình hả? Mẹ con lại bệnh hả? Con phải biết thương mẹ. Mẹ con lúc trẻ vì lao lực quá, một mình nuôi con vất vả bôn ba khắp nơi à. Cô có biết chỗ nào có thầy thuốc giỏi không? Con tìm thầy về chữa bệnh cho mẹ con. Biết thì sao? Không có tiền để chữa đâu. Dạ, cô cứ chỉ con đi, con sẽ kiếm tiền trả cho thầy thuốc. Rồi, con đã quyết như vậy á, thì để mai á, cô hỏi cho con nghe. Dạ, chú mua con heo còi này về nuôi hả? Trời, chú đi bán con này mà gầy yếu quá người ta không chịu mua. Chú mang về làm thịt chứ nuôi gì nổi. Dạ, thôi đừng, đừng có làm thịt nó tội nghiệp. Con thích thì giữ lấy mà nuôi. Chú đổi con heo này lấy 3 bó rau là được. Dạ, con cảm ơn chú. Thì ra mày giả vờ ốm yếu, chứ tao thấy mày cũng khỏe lắm. Tao đặt tên mày là Ad nha. Tao tên heo nè. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo cho khỏe. Là con tự nấu đó. Con trai mẹ có thể tự lập rồi. Mẹ đi cũng không có gì tiếc nuối. Mẹ phải sống bên con mãi mãi, để con được chăm sóc mẹ như lúc nhỏ mẹ chăm con chứ. Con yêu, mẹ không thể sống với con mãi được. Mẹ sẽ nói cho con biết một chuyện quan trọng. Con không phải là con ruột của mẹ. Hồi đó, vùng này bị lũ lụt lớn lắm. Chồng con của mẹ bị nước cuốn trôi hết à. Mẹ ra sông định đi theo họ luôn, thì thấy một chiếc nôi tre trôi đến. Mẹ mang con về. Từ đó con là nguồn sống mới của mẹ. Con được quấn bằng lụa vàng, lưng con lại có 9 nút ruồi son, nghĩa là xuất thân của con chắc là cao quý. Không, con chỉ là con của mẹ. Con không cần xuất thân cao quý. Mẹ ơi, con chỉ có mình mẹ thôi. Mẹ ở lại với mẹ để tao kiếm người tới giúp.
tưởng rằng mẹ con heo sẽ sống ấm áp bên nhau mãi. Nhưng không, khi heo vừa biết mình là con nuôi của mẹ, cũng là khi mẹ nuôi cậu qua đời. Dạ, bẩm quan, mẹ con mất mà trong nhà con không có đủ tiền làm tang. Con xin quan cho con mượn tiền để lo việc chôn cất mẹ. Quan có điều kiện gì con cũng nghe theo. Được rồi, nhìn mày chắc cũng được việc. Cầm tiền về nhà mà lo cho mẹ mày, rồi ở nợ 3 năm trả nợ cho ta. Mày nói mày không có tiền mà mày mua được con heo này đến biếu cho ta sao? Dạ không, nó là bạn từ nhỏ của con. Giờ con chỉ có nó là người thân thôi. Mày đến làm cho ta, ăn cơm nhà ta, còn đòi ta nuôi thêm con heo này nữa hả? Dạ, nó ăn như mèo ăn thôi. Con nuôi nó bao năm mà nó có lớn chút nào đâu. Con sẽ chia phần cơm của con cho nó. Con Nành, sắp xếp chỗ ở cho nó. Dạ. Mày tên gì? Dạ, con tên Heo. Con heo của con tên Ed. Cái gì mà heo với lợn? Thôi, lo chăm chỉ làm việc cho ta. Đừng có tham ăn như heo, rồi nằm ị suốt một ngày như heo là được. Dạ. Không ngờ lại gặp anh heo ở đây. Tôi cũng không ngờ Nành cũng đi làm cho nhà quan. Dù sao cũng là bạn lớn lên từ nhỏ. Có gì cô Nành giúp đỡ tôi và con Ed nha. Sao cô Nành lại qua đây? Anh làm gì cả ngày vất vả, chắc ăn không đủ no, còn phải chia cho con Ed. Còn thừa ít cơm nguội nên tôi lấy cho anh đó. Cô Nành làm vậy, lỡ quan lớn biết thì sẽ bị phạt đó. Không có sao đâu, có chút cơm nguội, người nhà trên chê rồi nên không có ai trách tội đâu. Đúng là heo con tham ăn. Mà quần áo của anh dơ hết rồi, để tôi giặt giùm cho. Tôi ra ao nhảy xuống tắm rồi giặt đồ luôn cũng được mà. Anh là người mới, lại chăm chỉ khỏe mạnh nên toàn bị bắt nạt. Người làm trong nhà bắt anh làm đủ thứ việc hết à? Không sao, tôi làm để trả nợ cho quan lớn. Mấy việc đó có khó gì? Anh làm vậy nhưng chắc gì 3 năm đã đủ trả nợ. Như tôi nè, từ đời bà, rồi mẹ tôi, rồi đến tôi, mà quan nói vẫn chưa hết nợ. Tôi tin quan lớn nói lời sẽ giữ lấy lời.
con Nành đâu? Mày lại rửa chân cho ta. Dạ, cô Nành đi chợ chưa về. Mày rửa cho cẩn thận đó. Dưới bàn chân của ta có ba nốt ruồi đỏ như son. Mày mà làm xước thì ở đợi cho ta suốt đời, để đền cho ta cái tướng quý đó. Cái thằng này, ta đã nói là phải cẩn thận mà. Hoàng có ba cái ở chân, còn con có đến 9 nốt ruồi son ở trên lưng luôn đó. Mày nói cái gì? Mày có đến 9 cái nốt ruồi son ở sau lưng? Ta có ba nốt ruồi dưới chân đã làm quan lớn, mày có đến 9 nốt thì sẽ làm gì đây? Thì con làm người ở cho ông nè. Mà mẹ con nói chứ con cũng đâu có nhìn thấy. Hay con cởi áo cho ông xem thử có đúng không nha. Thôi thôi, mày hôi rình, nhạch áo lên nữa chắc ta ối chết luôn quá. Ta thấy người mày hôi hám lắm rồi đó. Lát mày ra ao tắm đi, mày đúng là bẩn như heo thật mà. Sao mà nó có cái tướng quý như vậy? Sau này nó không làm vua thì cũng làm chúa. Nếu mà sau này nó làm vua làm chúa thì bao nhiêu chuyện xấu mà mình làm nó đều biết hết. Đời mình, rồi đời con cháu của mình coi như là tiêu. Phải tìm cách diệt ngay từ trong trứng nước mới được. Dạ, bảo mong có việc gì tìm con. Thằng heo đâu rồi? Anh heo vào rừng kiếm củi rồi, chỉ có con ép ở nhà thôi. Ta hỏi thằng heo chứ có hỏi cái con heo còi đó đâu. Sao ông lại kêu con bỏ thuốc độc giết anh heo? Con không dám làm đâu ông. Nó là quả của cả nhà ta đó. Mày phải làm ngay trong hôm nay. Nếu mà mày không làm thì mày sẽ chết thay nó. Rồi mẹ già của mày phải ở nợ trả nợ tiếp cho ta. Ông ơi, con xin ông, con xin ông đừng làm vậy. Mẹ con già yếu rồi, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ con sao sống nổi. Vậy thì mày phải nghe lời ta. Em ơi, tao phải làm sao đây? Tao có nên nghe lời quan lớn hại chủ mày không? Anh heo lại là bạn thuở nhỏ của tao, sao quan lớn lại ép tao làm việc ác độc đến như vậy chứ? Nay mày lười không chịu theo tao đi kiếm củi, giờ còn được ăn trước tao nữa hen. Tôi đói quá à. Cô Nành cho tôi xin chén cơm đi. Nhanh đi, tôi đói bụng lắm rồi. Heo ông, heo ông, heo ăn heo chết. Mà heo không ăn, heo cũng chết. Có chuyện gì vậy cô Nành? Sau này cô cứ ngập ngừng nói úp mở vậy. Anh mau trốn đi còn kịp. Quan lớn đi tiếp khách chắc sắp về rồi đó. Anh còn ở lại đây ngày nào thì tôi cũng bị đe dọa, bắt làm điều ác à. Vậy tôi phải đi đây. Ở lại chỉ làm cô khổ sở thêm thôi. Ê, ăn nhanh lên, tao với mày phải đi rồi. Nè nè nè, trong đây có quần áo và mấy nắm cơm cho anh và con ép ăn tạm trên đường. Anh cầm lấy rồi đi nhanh lên. Rồi cô Nành ăn nói sao với quan lớn về tôi? Thì tôi sẽ nói là anh làm bể cái bình hoa của quan nên sợ quá bỏ trốn rồi. Anh cứ trốn nhanh đi. Cảm ơn cô Nành đã cứu mạng tôi. Tôi nhất định sẽ không quên ơn này. Sau này nếu tôi có làm nên chuyện, nhất định sẽ tìm cô.
làm heo cưng của anh sợ rồi đó. Trời ơi, kêu tôi lên thú thí thì thả con ra. Mu tôi ra. Trời ơi, tên này thối quá à. Nè, phải gọi ta là anh heo. Ta lớn hơn hai đứa đó. Dạ, anh heo. Hay hay, hai tên nhóc này bị mày dọa sợ rồi. Chúng nó nghỉ hè ở nhà quậy múc banh nóc nhà, người làm ai cũng ngán. Hay mày trông chừng tụi nó giùm tao. Chuyện nhỏ đó mà, chỉ cần ông cho chúng tôi ngày ba bữa cơm, tối có chỗ ngủ là được. À, con heo dễ thương quá à. Con heo này biết đá như ngộ nè chơi. Đây là heo cưng của anh, không được bắt nạt nó. Nào, nhanh vào nha, tao phải đi uống rượu một bữa cho đã. Mấy bữa nay ở nhà với hai đứa giặc này á, tao mệt quá rồi. Mày có kêu á, kêu sao không nghe thấy đâu. Anh bị tụi tao nhốt trong con khóc rồi. Con ép gì hả? Anh tí kia thả nó xuống đó, cho nó tắm. Không sao, tụi nó dọa mày chút thôi. Ai cho mày đưa tụi nó ra giếng chơi vậy hả? Anh tí giỏi quá à. Mình kiếm khoai mày nướng đi anh tí. Hai đứa quậy phá này, suýt nữa làm cháy nhà luôn rồi đó. Cha ơi, anh heo làm con ú hết rồi, con lạnh quá cha ơi. Ai cho mày tạt nước con tao hả? Lỡ tụi nó bị bệnh, làm mày đền không nổi đâu. Dạ, tại tụi nó đốt rơm cháy lan sang hàng rào, cho nên... Mày không canh chừng tụi nó chứ cẩn thận, còn ở đó mà cãi nữa. Đưa tụi nó đi tắm nhanh, không đổ bệnh là tao xử tội mày đó. Nhanh, chui ra nhanh lên. Tụi mình trốn anh heo ra đồng bắt bướm. Nhanh lên. Thích quá à. Ở nhà rít chát quá anh tí rồi. Em chui qua trước nha. Anh tí ơi, nhanh chui ra đây nè. Ngoài này không có ai đâu. Thiệt mà, anh Tí ơi. Không có việc gì qua được mắt anh đâu. Giờ muốn tự chui vào hay là anh ném qua hàng rào vào sân đây? Dạ, để em tự chui. Em cũng tự chui vào. Hai đứa nhà giàu ăn ngon mặc đẹp mà vẫn gầy đét rồi. Chắc phải trói hai đứa lại thì mới hết quậy phá quá. Anh làm vậy tụi em mét cha, để cha la anh đó. Rồi cha cho anh với con ét nhịn đói luôn. Đứa nào vẽ anh đẹp nhất thì được ôm con ét chơi cả ngày. Đó, vẽ đi. Khi nào xong gọi anh. Vẽ xong rồi nè.
Trời ơi, kêu mày giữ hai đứa tụi nó mà giờ cả ba đứa đều phá. Dạ, con đâu có phá, chỉ hai đứa tụi nó phá thôi. Mày có nhiệm vụ trông chừng tụi nó mà để tụi nó phá, mày đáng bị phạt nhất. Tụi này tao cắt cơm mày. Nè, hai đứa làm gì con ép vậy hả? Cha ơi, con muốn cưỡi con ép, con muốn cưỡi ngựa. Hai đứa nó muốn cưỡi ngựa thì mày làm ngựa đi, đừng để tụi nó gào khóc nữa, tao nhức đầu quá. Ngựa chạy nhanh đi, nhanh lên, Quý nè. Không chịu đâu, em cũng muốn cưỡi ngựa nữa. Thật không uổng công mình thuê nó mà. À, trời ơi, cái mông của tao. Mày lo trong nôm con ép cẩn thận. Nếu làm con tao té lần nữa là tao cho nó thành món heo quay đó. Nè anh heo, làm ngựa cho tụi em cưỡi đi. Mày làm ngựa cho hai đứa nó cưỡi cho vui đi, không tụi nó buồn lên lại đánh nhau làm ồn ào lắm. Dạ. Ai nhanh chân thì cởi ngựa trước nha. Lê 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 lê. Đi nhanh lên nào, ngựa phía nào. Nhông nhông nhông, ngựa phía nhông nhông. Nhông nhông nhông. Ngựa phía nhanh lên, ai cho ngựa dừng lại. Đủ rồi nha, còn định leo lên đầu lên cổ ta nữa sao? Lưng của tôi trước giờ chưa ai cưỡi, con ông đã lên lưng tôi, còn coi tôi như trâu như ngựa mà đánh tôi. Nè, nó chỉ chảy xíu máu cam thôi mà. Đúng là nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột. Cái thằng ở đợ mà dám mắng tao sao? Mày tưởng mày là vui chúa hay sao mà không ai dám leo lên lưng mày hả? Tôi không thèm làm cho nhà ông nữa. Tự ông lo quản hai đứa quậy như giặc nhà ông đi. Cảm ơn mọi người, con cảm ơn mọi người. Nè cậu bé, bán cho ta con heo kia đi, ta sẽ huấn luyện nó làm xiếc. Đây là bạn thân duy nhất của con không bán đâu. Ta sẽ trả cho cậu nhiều tiền, chịu không? Dạ, nhiều hay ít con cũng không bán,
ở chợ có bán nhiều heo con lắm. Ông ra đó mà mua đi. Hôm nay mày giỏi quá, ai cũng khen mày đó. Mình được cho nhiều đồ ăn để dành chắc là ăn được vài bữa, không có sợ đói nữa. Cứ tới chợ tao lại nhớ mẹ nuôi. Mày có nhớ không? Mẹ thương tao và mày nhiều lắm, mà lại mất sớm. Mẹ là người tốt, chắc đã thành ngôi sao sáng ở trên bầu trời rồi. Lúc ở với mẹ là vui vẻ và sung sướng nhất, phải không Ad? Bây giờ không có mẹ, tao với mày đi đâu cũng bị bắt nạt hết. Mình phải sống thật tốt, thật vui, để mẹ trên trời yên lòng ha. Tao và mày đi đến đâu cũng gặp nguy hiểm. Không cẩn thận mày thành món heo quay của người ta luôn. Con sắp quét trúng đàn kiến rồi. Nhanh dừng tay đi. Thưa thầy, con xin lỗi. Đứa bé này sao lại mang heo con đến đây? Con nhớ canh chừng, không nó quậy phá. Dạ, thưa ông, con tên là Heo, con mồ côi cha mẹ. Chỉ có con heo nhỏ tên Ad để làm bạn. Tụi con đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt, muốn hại tụi con. Dạ, ông có thể cho tụi con ở đây được không? Con có lòng yêu thương động vật thật là đáng quý. Con đã có duyên tìm đến đây thì ta nhận. Chùa chỉ có ta và một chú tiểu. Ta cũng đang cần thêm người lau dọn. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Cậu nhớ lau chùi sạch sẽ nhé. Sắp đến ngày rằm, sẽ có nhiều người ghé thăm. Nhiều tượng vậy, chắc sẽ lau lâu đó. Không sao đâu, cứ chăm chỉ làm thì sẽ xong thôi. Tôi còn làm nhiều việc nặng nhọc hơn nhiều. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Xanh, bạn cùng sớm lúc nhỏ đây. Ủa? Thì ra là cậu. Hèn gì tôi thấy cậu quen quá. Thấy cậu cùng con Ad là tôi nhận ra liền. Nhưng ngại thầy nên không có dám nói. Mà sao cậu lại vào chùa làm chú tiểu? Hình như cậu cùng cha mẹ đi qua vùng khác làm ăn phải không? Cha mẹ tôi mất vì một trận lụt. Tôi không còn ai thân thích nên xin vào chùa. Vậy là tụi mình đều mồ côi. Thank you.
tưởng không mệt mà mệt không tưởng hết ơi. Chỉ có mày sung sướng chạy nhảy tung tăng thôi. Thôi mày là heo làm sao biết lau chùi, mày có tay như tao đâu. Dạ thưa thầy, thầy xem đã sạch chưa? Giỏi lắm, mới đến chùa mà con chăm chỉ làm việc như vậy rồi. Dạ, tụi con ăn cơm rau của thầy thì phải làm việc trả ơn chứ. Đừng nhắc đến chuyện ơn nghĩa, con cứ sống thật tốt thì ở đâu cũng có người giúp đỡ con. Những chỗ kẻ tay kẻ chân của tượng vẫn còn bám bụi, con cố gắng lau sạch nha. Dạ, để con lau lại. Ngài hãy duỗi chân ra để tôi lau chùi sạch sẽ nào. Bức tượng này hiểu và làm theo lời mình nói sao? Tôi đã xong rồi, ngài rút chân về đi. Ê, bức tượng này hiểu tao nói nè ơi. Ngài nhấc tay lên để tôi lau cho dễ được không? Đó, mày tin chưa? Tao đâu có nói dối. Tôi lau xong rồi. Mình trèo lên cao mệt quá, hay là mình nhờ họ ngồi xuống lau cho nhanh? Chạy lung tung coi chừng bị lạc đó. Heo à, con lau chùi xong chưa vậy? Mau đi ăn cơm đi. Chuyện gì thế này? Mày chạy lung tung, lỡ chạy vào rừng làm sao biết đường về? Trong rừng á có nhiều thú dữ lắm đó. Dạ, thầy tìm con. Hả? Các bức tượng sao lại như vậy con? Dạ, là lỗi của con. Con quên nói các ngài ấy trở về như cũ. Các ngài hãy trở về như cũ đi ạ. Trong khi đó, quan lớn dò la biết heo lưu lạc đến chùa nên kéo lính đến để bắt heo. Lỡ người ta bắt tôi rồi bắt luôn con ếc thì đúng là lành ít dữ nhiều. Mà đường lên chùa chỉ có một, làm sao tôi trốn được đây? Bên hông chùa có một đường mòn nhỏ, tôi hay đi kiếm củi. Quan quân không cưỡi ngựa vào đường đó được đâu. Cậu đi nhanh đi. Đúng là keo kiệt, ngày nào mình cũng gánh nước từ sáng đến tối để tưới cao mà còn trừ tiền lương của mình nữa. Nhà ngươi không làm nữa thì ai chăm cao quý của ta đây? Dạ, ông cứ yên tâm giao cho con. Ếc ơi, bao nhiêu lâu rồi mình mới được ăn thịt nè. Hy vọng tao và mày sẽ ở đây lâu dài để được ăn thịt. Ông chủ là phú ông, lắm tiền nhiều của, chắc sẽ không keo kiệt đâu ha. Tao mệt quá ếc ơi, kiếm được miếng ăn thiệt là cực khổ. Cây này là cha, cây này là mẹ, còn cây này là con.
mấy cây cau này cũng hiểu được lời tao nói nè. Thiệt là kỳ lạ. Cau ơi, hãy cau lên. Đẹp lắm Ed ơi, chắc cây cầu này có thể cao đến tận trời. Thôi không cần cao đến tận trời đâu, trở về như cũ đi. Cầu ơi, hãy cao lên. Mày yếu mà ra gió. Cao ơi, trở lại như cũ đi. Cây này cao lên. Cây này thấp, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải. Cây này uốn cong. Cây này cúi đầu nào. Giỏi lắm, rất biết nghe lời. Trời mưa rồi, vậy là không phải tưới cây. Thằng heo đâu rồi? Dạ. Mày tưới nước cái kiểu gì mà cao quý nhà ông lại ra như thế này hả? Dạ, hôm qua mưa to, con chạy vào nhà nên quên nói mấy cây cao quay về như cũ. Cái gì? Mày có thể sai khiến cây cao sao? Ta không tin, làm thử cho ta xem. Dạ. Cao ơi, hãy trở về như cũ cho ta. Mày giỡn cái trò ma quỷ gì với cây cao quý của tao? Tao không chứa cái thứ quái quỷ như mày trong nhà. Có ngày là gặp họa. Đi ngay đi. Sao ông lại đá con Ed? Nó có làm gì ông đâu? Tao làm gì kệ tao. Tụi mày cút khỏi nhà tao ngay. Vậy ông trả tiền công cho con đi. Một đồng tiền như ông đã hứa. Tao hứa lúc nào? Tao không trả. Mày làm gì được tao? Lên quan mà kiện tao xem, quan tin tao hay là tin mày? Cao ơi, cây này cao thật cao. Cây này thấp thiệt xuống đất. Cây này nghiêng sang trái, cây này nghiêng sang phải. Ôi trời đất ơi, dừng lại, dừng lại cao của tôi. Cây này cúi gập xuống, cây này uốn cong lên, cây này nằm rạp xuống. Và nhớ đừng ra trái nghe chưa. Thằng heo kia, mày nói cao quý của tao trở lại như cũ ngay, tao sẽ trả tiền cho mày. Tôi không cần tiền nữa. Lời tôi nói ra chắc như đinh đóng cột. Quân tử không nói hai lời. Cái gì mà quân tử? Mau trả cao như cũ cho tao. Trời ơi là trời, cao quý của ta năm nay không có cao dân vua, coi chừng ta mất mạng. Ông làm gì mà cầm gậy đứng đây? Nhìn kìa, cao quý của ta một hàng thẳng tắp. Tên người làm láo xược dám ra lệnh cho cao quý nghiêng ngã dị hổm hết cả rồi. Ta đang truy lùng thằng bé có thể ra lệnh cho những bức tượng trong chùa. Chắc là cùng một người rồi. Đó đâu rồi, mau đưa ra đây cho ta. Nó ôm con heo còi chạy mất dạng rồi.
quỷ theo tụi nó nhanh lên, chắc nó chưa chạy xa được đâu. Thưa ngài Long Thần, chỗ của ngài ấm áp quá, ngài cho ta mượn chỗ ngủ một đêm nha. Nhóc con, sao lại chui vào miếu thờ Long Thần ngủ vậy hả? Ếc, chờ tao với, coi chừng người ta bắt mày đó. Trời ơi, nó còn dám mang tượng Long Thần ra khỏi miếu thờ nữa kìa. Cầu xin ngài đừng nổi giận mà làm lũ lụt hại chúng con. Sao ngươi lại dời tượng Long Thần ra ngoài? Dạ bẩm tướng quân, có thằng bé chui vào miếu thờ ngủ, nó đưa tượng ra ngoài, nhưng con định đưa tượng vào trong nhưng mà tượng không có chịu nhúc nhích. Không có nhúc nhích đi nào chứ, cứng lắm, cứng quá. Không có nhúc nhích. Ta là Long Thần, ta ở đức vua, vua nói ta ở chỗ nào thì ta ở yên chỗ đó. Các ngươi đừng tốn công vô ích. Nhà vua đang ở kinh thành, sao lại ghé miếu thờ này được? Xin ngài hãy tha tội, sáng nay tôi gặp thiên tử mà không biết. Bà con ơi, thiên tử đã vào miếu thờ Long Thần, thiên tử sẽ cứu vớt chúng ta khỏi cảnh lầm than điêu đứng. Chắc là thằng bé đó. Mau đi tìm bắt nó, kẻo quả sắp đến rồi. Trời ơi, tao quên nói tượng Long Thần quay về chỗ cũ rồi. Là kẻ ra lệnh cho các bức tượng ở chùa hàng cao quý của phú ông và cả tượng Long Thần ở miếu thờ phải không? Tôi chỉ vô tình thôi, tôi không cố ý làm mọi người sợ hãi. Chỉ có thiên tử mới sai khiến được mọi thứ. Ngươi là ma quỷ phương nào? Làm gì có chuyện ma quỷ, mà biết đâu ta lại là thiên tử. Ngươi hãy đi theo ta, nếu không đi ta sẽ bắn chết con heo của ngươi. Không được bắt nạt heo con của ta. Nó ngã xuống sông chảy xiết, chắc sẽ không sống nổi đâu. Ngài là Diêm Vương sao? Tôi chết rồi sao? Cậu chưa chết, cậu vướng vào cái cành cây trôi trên sông, con heo nhỏ ngồi trên lưng cậu, ta thấy sự lạ mới bơi ra kéo cậu vào. Cậu sao mà rớt xuống sông vậy? Cháu bị quan quân triều đình truy đuổi vì lỡ làm những việc hơi khác thường. Vậy sơn trại của ta chính là nơi trú ẩn tốt nhất dành cho cậu, cậu có muốn đi theo ta không? Dạ. Nơi đây thật bình yên, đầm ấm. Ta trước kia làm quan, vì bất mãn với triều đình mà dẫn người vào đây lập nhóm cướp của người ác chia cho người hiền. Thấy nhiều người dân nghèo khổ, hoạn nạn nên ta thu nhận thêm, đất đai cứ thế mà mở rộng ra. Thật tội cho người dân ngoài kia bị quan lại bắt nạt, cướp bóc, nhưng vua chúa lại làm ngơ. Chúng ta bị gọi là giặc cỏ, quan quân triều đình truy đuổi khắp nơi. Vậy cháu cũng đồng cảnh ngộ rồi, đến miếu chùa cũng không dám chứa, đi
đi đến đâu cũng bị hoạn nạn, truy đuổi mà không biết tại sao. Thưa trại chủ, triều đình lại do quân đến đàn áp. Mau tập hợp các anh em, chúng ta quyết không để mất một người, không để mất một tấc đất. Trại chủ dẫn quân đánh đâu thắng đó. Quân triều đình thua trận xin đi theo trại chủ. Họ mang về sơn trại nào ngựa, vũ khí, góp thêm đất đai, nhà cửa. Dân nghèo càng được phát lương thực, bảo vệ ở phần đất trại chủ có được. Người tiến bộ rất nhanh, lại chăm chỉ, ta sẽ chỉ dạy người thêm. Thưa trại chủ, chúng ta lại đánh thắng, mở rộng thêm đất đai. Bọn chúng bị bất ngờ nên chỉ chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. khá lắm, cậu làm chỉ huy rất tốt. Ta già yếu rồi, chỉ lo lắng ai sẽ thay ta dẫn dắt mọi người. Ngài là người tốt, trời thương sẽ cho ngài sống thật lâu để giúp đỡ mọi người. Cậu bị thương sao? Dạ, vì cứu một quân lính mà cháu bị thương, sức nhẹ thôi. Mau để ta xem, ta có nhiều thuốc trị thương rất tốt. Hoàng tử, thần đã tìm thấy người rồi. Năm ấy, người là con đầu lòng của vua, nhưng mẹ người sinh con khó mà qua đời. Hoàng hậu chưa có con trai, nên lệnh cho thần phải mang người giết đi. Thần đã thấy chính nốt ruồi son trên lưng người. Thần xin lỗi, nếu người chính là thiên tử thì người sẽ sống sót và trở thành vua. Ta đã giết một con heo mới sinh mang trái tim về lừa hoàng hậu. Có lẽ vì mắc nợ loài heo nên người mới tên là heo và luôn bảo vệ con éc. Xin hoàng tử hãy tha lỗi cho kẻ ham sống sợ chết này. Ta phải cảm ơn ông. Ta đã gặp được mẹ nuôi tốt bụng, được lớn lên hạnh phúc với những người dân nghèo nghĩa tình. Bây giờ, thần yên tâm là người có thể làm trại chủ và thực hiện đúng mệnh thiên tử rồi. Chức vị trại chủ được truyền lại cho heo. Người dân khắp nơi nghe tiếng về heo nên ung ung kéo đến xin gia nhập. Sơn trại ngày càng mở rộng. Người bạn thở nào của heo cũng tìm đến xin gia nhập đội quân. Heo cầm quân đánh cho quân triều đình nhiều trận thất điên bát đảo. Chàng không chút lại ngôi vua mà tự xưng vua, đắc triều đình và quan chức. Mọi người gọi chàng là vua heo. Sau khi lên làm vua, heo quay lại những nơi đã đi qua, trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ. Con lại ông. Ông muốn con làm trâu làm ngựa cho nhà ông bao nhiêu năm cũng được. Xin ông đừng ép con làm vợ ông. Được làm vợ ông là phúc mấy đời của nhà mày rồi. Để cho ông thằng con trai nói giỏi thì muốn gì cũng được. Không, không. Bỏ tay ra. Giữa ban ngày mà ông dám ức hiếp con gái nhà làm sao?
Các người là ai? Ta là vua heo, đến đón hoàng hậu của ta. Ông động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ cho ông biết tay. Anh heo, anh vẫn còn sống hả? Thằng heo, mày trốn đi đâu bao năm qua? Mày chưa trả hết nợ cho ta đó. Không được vô lễ, đây là vua, khắp mọi nơi đều kính trọng, ngay cả triều đình cũng phải nể sợ. Đây là vua heo, khắp nơi đã ca ngợi sao? Ngày đó, ông đã cho ta mượn tiền làm tang ma cho mẹ nuôi, vì giữ lấy tính mạng mà ta phải bỏ trốn. Nhưng ta vẫn không quên món nợ này. Ta cũng không quên ơn cứu mạng của nàng. Nàng có đồng ý theo ta làm vợ, làm hoàng hậu dân quốc vua heo không? Chàng vẫn nhớ ân tình xưa, ta đợi chàng thật không vô ích. Vậy mời nàng hãy mau theo ta về. Vua heo, xin cho ta theo người. Triều đình sắp sụp đổ, chức quan bổn này của ta cũng không thể nào giữ được nữa. Vua heo rước nàng về, đưa nàng lên làm hoàng hậu. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau cùng các thần dân của mình. Dưới thời vua heo, người dân được sống ấm no, bình yên.